Các bạn gặp trở ngại trong việc làm hoặc chưa có việc làm, hãy đến với chúng tôi, trường thẩm mỹ American Beauty Academy. Tại đây chúng tôi có rất nhiều giảng viên Anh, Việt, nhiều năm kinh nghiệm về tóc, facial, nails, nối lông mi, xăm mỹ, make up. Trường có đề thi cho tất cả các lớp. Chúng tôi có chương trình học full time hay part time cho lớp ban ngày và ban đêm. Bảo đảm học viên sẽ có đầy đủ kinh nghiệm để đi làm sau khi lấy bằng. Trường sẽ giới thiệu việc làm. Để biết thêm chi tiết xin hãy gọi cho chúng tôi 818-669-3683 818-669-3683.